thủ ấy, tức là cái sự uh, dính mắt bám dính cưu mang bám chặt vào um, cái thích và cái ghét của mình nó có sự dính mắt nếu mà nói dính mắt hiểu gì hiểu rồi ha thích cái gì mà dính mắt vào đó đương nhiên có thích là có dính mắt rồi đấy thì thủ ấy, là cái sự dính mắt còn hữu ở đây đó, quý vị um, có thể hiểu đó là cái uh, nghiệp. Cái nghiệp nó có hai nghiệp, tức là cái nghiệp uh, trong cái kiếp bình sinh và cái nghiệp trong cái kiếp uh, đầu thai, nghiệp đưa đến đầu thai. Uh, cho nên nó có hai cái hữu đó là sinh hữu, uh, cái, cái gì? nghiệp hữu và sinh hữu, tức là cái nghiệp bình sinh ấy chúng ta thưởng trong cái đời sống hàng ngày của mình này à, và cái sanh hữu tức là cái nghiệp mà nó dẫn chúng sanh đi đến tái sanh đấy